Rồi xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp cái bộ motor cổng tay đòn, mã sản phẩm là BK350 ha. Mình sẽ quay lại cho các bạn cách để mà mình lắp cái bộ motor tay đòn lên trên bộ cổng như thế nào. Đây là hai cái bát mình bắt cố định lên trên cái cột cổng ha. Mình khoan mình đóng sắt vô bên trong rất là sâu, rất là cứng cáp. Hai cái bát hai cái bên để mình lắp cái motor. Còn đây là cái bát chặn ở chính giữa, để khi mà cái cánh cổng nó ép vô thì nó sẽ cố định cái cánh cửa cổng lại, không bị lúc lắc ha. Và đây chính là cái bộ motor tay đòn BK350. Thì bộ này lúc motor nó đẩy ra dài hết cỡ là nó dài tới 1m4 lận. Cho nên là nó tải được cho cái cánh cửa mà rộng lên tới 3m5 một cánh. Hai cánh là rộng tới 7m cũng được ha. Nó dành cho cái cánh cửa mở to, mở rộng. Nhưng mà bộ này thì mình lắp cho cái cổng này nó chỉ có một cánh chỉ có 2m thôi, hai cánh chỉ có rộng 4m thôi. Cho nên khi mà nó đóng lại rất là an toàn, rất là chắc chắn ha, chống được trộm luôn mà không cần phải xài khóa điện ha. Về cái phần cái cánh cửa thợ sắt người ta lắp cánh cửa lòi vô bên trong, cho nên mình phải đôn cái bát để bắt cái motor nè, đôn dài ra ngoài để cho nó khi nó đóng lại nó đủ cái lực để mà nó ép lại. Lúc này mình đang mở cái khóa cơ, mở khóa ly hợp á, để mình lắp cái motor lên đó, xoay qua là sẽ mở được cái khóa ly hợp. Lúc này mình sẽ kéo cái motor dài ra hay là thụt lại được. Mình sẽ dùng cân nước, mình cân nước cho chuẩn rồi mình mới tiến hành mình lắp ha, để cái motor nó không có bị chèo, không bị vặn. Kể cả cái motor và cái bát gắn trên cánh cửa cũng được cân nước chuẩn luôn, chứ nếu không nó bị vặn á, nó sẽ lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới motor. Và ở này mình sẽ cho nó một cái mặt mã lên trên cái cánh cửa luôn, phòng hờ sau này cái motor nó đẩy mạnh quá nó sẽ xé cái cánh cửa, cho nên mình sẽ cho một cái miếng mặt mã lót bên trong cái cánh cửa, rồi mình hàn giáp vòng nó luôn để cho cái cánh cửa nó không bị xé. Cái này là đang canh góc mở và cái này là đang canh góc đóng. Lúc này góc đóng thì cái motor sẽ kéo dài ra tới 1m4 lận, còn góc mở thì mình sẽ canh cái góc xích ra xích vô cho phù hợp ha. Cái này thợ mình nó quen thì sẽ canh được rất là dễ dàng. Mình cũng có làm nhiều clip hướng dẫn về cái cách canh cái góc đóng, góc mở và nhiều clip để mà lắp cái bát lên trên cột khỏi bị lỏng, khỏi bị xúc á, thì các bạn xem mấy clip phía trước của mình ha. Lúc này mình đang canh để hàn cho nó đúng ngay cái tim của nó. Còn cái bát này mình cũng gia cố lên trên cái cánh cửa nè, để sau này cái motor nó không có xé rách cái thanh sắt này. Rồi xong mình sẽ tiến hành là hàn cố định lại. Khi lắp lên xong mình sẽ tiến hành mình đóng mở để mình kiểm tra thử coi ở cái góc đóng góc mở có phù hợp chưa. Nếu chưa phù hợp mình sẽ chỉnh cái bát ở trên cánh cửa hoặc là cái bát ở trên cây cột cổng lại để cho nó tạo được cái góc đóng phù hợp. Về hãng thì nó cho mình là cái góc mở của nó là rộng tối đa là được 120 độ. Nhưng mà mình thấy là nên cho mở khoảng 110 độ thôi là nó bảo đảm hơn. Với cái motor này có thể là mình lắp cho cánh cửa mở vô trong nhà cũng được, mà mình cũng có thể lắp cho cánh cửa mở ngược ra ngoài cũng được nữa à. Còn về cái phần dây điện thì trước khi mà gửi hàng cho các bạn thì bên thợ mình đấu nối cài đặt sẵn ha, cài đặt lập trình, cài đặt remote sẵn luôn. Và dây điện đấu sẵn với motor luôn, đấu theo thứ tự motor nào motor mở trước thì có ghi chú là motor mở trước, motor nào mở sau thì có ghi chú là motor mở sau. Cho nên khi mà về thì anh em thợ ai cũng lắp đặt được một cách dễ dàng ha, không có gì là khó hết ha. Còn nếu mà khó thì sẽ gọi video á, thợ mình sẽ hướng dẫn cho. Vậy cái motor tay đòn thì rất là khó ở cái phần lập trình thôi, cài đặt lập trình thì nó khó phần đó thôi. Còn về lắp cái bát lên trên cái cánh cổng và lắp cái bát lên trên cái cột á, rồi để gắn cái motor lên á, thì mình thấy cái phần thợ cơ khí á, ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Hôm nay cái bộ motor này mình sẽ cài cho khách là tổng cộng là 4 cái remote và thêm cái bộ đóng mở của bằng điện thoại. Cái hộp điều khiển này mình sẽ lắp lên trên cái bức tường. Thì mình sẽ lắp lên cao tối đa luôn. Ví dụ bức tường này cao tới đây thì mình sẽ lắp cao tới đây luôn. Rồi mình sẽ khoan bắn tắc kê nhựa vô. Cái hộp điều khiển này mình lắp cao thì sóng nó nhận sẽ càng tốt ha, càng xa. Còn mình lắp thấp xuống thì sóng nó sẽ nhận không được tốt, mà nó cũng độ ẩm, mưa gió nó cũng tạo độ ẩm. Đây là cái phần dây điện nè, mình cắt một cái đường rãnh để mình
đi cái đường dây điện, rồi xong mình sẽ bỏ ruột gà, mình sẽ xỏ cho trong cái ruột gà, rồi mình sẽ trám xi măng lại. Về cái phần dây điện á, thì bên mình đã đấu rồi, thì khi mà các bạn mở ra thì các bạn nhớ chụp hình, quay phim chụp hình lại ha, dây nào đấu theo dây đó ha, đừng có đấu lộn xộn. Đây là mình đang đi đường dây điện từ trong nhà của chú nhà cấp ra để đi đường dây điện 220V. Còn cấp nguồn cho cái bo là điện 220V, mà từ cái bo nó sẽ chuyển qua điện 24V để cấp nguồn cho hai cái motor là điện 24V ha. Cái phần dây điện mà để cấp cho hai cái cánh tay motor mà được chôn dưới đất là nó là điện 24V, cho nên rất là an toàn, không có phải lo lắng, không có sợ nó bị giật ha, không có sợ nhiễm điện giật. Ở cái phần motor tay đòn này thì thợ thợ điện nước cũng lắp được, thợ nhôm kính cũng lắp được, thợ sắt cũng lắp được, rồi nhà thầu cũng có thể lắp đặt được một cách dễ dàng. Cái nguồn điện ở trong nhà mình sẽ cấp, mình sẽ xác định cái hộp điều khiển này đặt ở vị trí nào á, thì khi mà trước khi mà làm nhà làm cổng á, thì chủ nhà người ta sẽ đưa một cái đường dây điện ra tới cái chỗ cái hộp điều khiển này. Rồi từ cái hộp điều khiển này á, mình sẽ đi hai cái dây điện qua bên cái motor. Motor bên cho hai cánh cửa cổng thì mình sẽ đi hai cọng dây điện qua. Dây điện hiện tại mình đang xài là dây điện 1.5 ha, có vỏ nhựa bọc ha, rồi còn đi trong cái ống điện nữa cho nó bảo đảm. Đối với những loại motor tay đòn này thì thường hành trình của nó mở là 110 độ, cho nên khi mà giao cho các bạn, bên mình đã cài sẵn cho các bạn hành trình 110 độ luôn rồi, cho nên về cái lắp lên là bấm remote là nó chạy thôi, chứ không cần phải cài đặt lại cũng được. Thì đối với những anh em mà đang có nhu cầu tìm hiểu về cái giá tất cả các loại motor cửa cổng ha, motor lùa nè, motor tay đòn, motor âm sàng, rồi motor bánh xe con rùa, rồi cửa kính tự động á, thì gọi cho nhân viên bán hàng công ty Thanh Phong để được hỗ trợ tư vấn ha, về về cách lắp đặt cũng như là báo giá. Rồi anh em có nhu cầu tư vấn thêm á, thì cứ gọi liên hệ bên công ty Thanh Phong để công ty Thanh Phong tư vấn cho các bạn, cũng như gửi hình ảnh mẫu mã cho các bạn để các bạn có sản phẩm để chào hàng, chào cho khách hàng ha. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì nhớ lưu số điện thoại công ty Thanh Phong 096 2548 139. Mình đọc lại 096 2548 139. Thì các bạn lưu số điện thoại này lại trước để sau này các bạn cần thì các bạn sẽ gọi cho nó tiện, để sau này các bạn muốn mua hàng các bạn tìm cái số điện thoại thì nó cũng cực á. Cái mã sản phẩm bộ này là bộ tay đòn BK350 ha. Thì đối với cái cổng của bạn á, mà nếu mà kích thước hai cánh 2m một cánh ha, mà cổng hai cánh á, thì cổng của bạn là cổng nhôm đúc cũng có thể xài được à. Là cổng nhôm đúc là cái cổng sẽ rất là nặng, cổng sắt CNC cũng có thể xài được ha. Về tuổi thọ thì cái bộ motor tay đòn BK350 này á, thì tuổi thọ nó khoảng được khoảng loanh quanh khoảng 10 năm, cho nên các bạn yên tâm sử dụng ha. Bộ motor này được bảo hành là tới 2 năm miễn phí lận, cho nên là yên tâm luôn, yên tâm sử dụng. Ở đây thì nó có thể tích hợp được với bộ đóng mở cửa bàn điện thoại. Thì các bạn muốn mua bộ đóng mở bàn điện thoại thì sẽ nói bên nhân viên mình là đấu sẵn cái bộ đóng mở bàn điện thoại cho các bạn. Rồi muốn thêm cài thêm bao nhiêu cái remote nữa thì báo á, mình sẽ cho nhân viên kỹ thuật cài thêm remote. Rồi có thể tích hợp với cả pin lưu điện nữa. Cái bộ này do nó xài điện 24V thành ra nó có thể tích hợp được pin lưu điện. Pin lưu điện thì có thể đóng mở được khoảng tầm 40-50 lần, cho nên là xài rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái phần đấu điện, đấu trong cái giắc để cắm trong motor. Thì mình khi mình gửi hàng cho các bạn thì mình đấu sẵn vô trong cái giắc này luôn rồi. Đây là mình đang đấu cái bộ đóng mở cửa bàn điện thoại. Bình thường thì cái bộ đóng mở bàn điện thoại này khi mà gửi khách thì cũng được đấu sẵn vô luôn rồi.
Ngoài ra khi các bạn mà có nhu cầu mua những cái loại motor khác thì mình có là motor âm sàng nè, rồi có motor con rùa bánh xe, rồi có motor cổng lùa. Lùa thì có hàng Ý, hàng Đài Loan đầy đủ cho các bạn. Đó, anh em xem, ráng xem hết clip của mình á, rồi thấy hay thì bấm lưu video lại để sau này cần thì mình coi để mình tiến hành mình lắp đặt. Trong đây thì mình có hàng bát, rồi cách để đi dây điện thì anh em coi là anh em cũng nắm để anh em làm. Còn phần mà cài đặt lập trình thì bên thợ mình đã cài đặt lập trình sẵn hết rồi. Thì đối với một bộ motor tay đòn này thì khi mình lắp lên như vậy thì khoảng tầm hơn một buổi. Nếu mà người biết làm á thì chỉ cần hai thợ làm khoảng hơn một buổi là có thể làm xong. Còn đối với những anh em thợ sắt mà mới vừa làm vừa suy nghĩ thì khoảng hai người làm thì khoảng tầm mất hết một ngày là mới xong. Đối với những anh em thợ sắt nào mà muốn nghiên cứu về cái phần motor cửa này thì các anh em cứ chủ động gọi cho bên bộ phận bán hàng của mình giùm ha, 0962548139. Thì bên bộ phận bán hàng mình sẽ gửi cái bản báo giá cho anh em trước để cho anh em tham khảo, là tất cả các loại motor tay đòn ha, motor lùa, motor rùa, motor âm sàng, rồi cửa kính tự động đó, thì bán hàng sẽ gửi bản báo giá cho anh em, anh em lưu cái bản báo giá lại để khi anh em có khách hàng có nhu cầu có loại motor nào á thì anh em sẽ đặt hàng theo cái loại motor đó, cũng giống như là mình đã có kiến thức từ trước, trang bị cho mình kiến thức từ trước để sau này mình gặp cái khách hàng hỏi thì mình biết cái đường, biết giá loại nào để mình nhận á. Ở cái bộ motor tay đòn BK350 này nó đóng mở rất là mượt mà, rất là êm, anh em thấy đóng mở rất là ngon lành luôn, mượt mà luôn. Anh em mà gia cố mấy cái bát trên cây cột mà càng chuẩn càng cứng cáp á thì cái motor nó chạy á, càng mượt mà hơn nữa. Đó, đóng rất là mượt, mở rất là mượt ha. Đó. Đây đóng mở giảm tốc ngon lành ha, đóng vô là nó sẽ tiến hành nó giảm tốc lại. Đó, chậm 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 lại.